ra câu cầu là ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng. Ý của câu này là mình phải đi rất là xa để ăn một bát cháo. Lúc đến Thanh Hóa, Đan mới hiểu bằng một cái khác là sau khi mình ăn một bát cháo, mình sẽ có rất nhiều năng lượng để chạy ba vòng cánh đồng. Nếu đã từng thưởng thức cháo lươn Thanh Hóa, chắc chắn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi hương vị quá đỗi khác biệt so với nhiều nơi khác. Người Thanh Hóa tâm niệm rằng một bát cháo lươn ngon là phải thật nhiều lươn, gạo phải còn nguyên hạt, nở xòe, nước phải trong và đặc biệt là càng nhiều nước càng ngon. Anh ơi, tại sao cháo lại loãng thế hả anh? Mọi người thích ăn loãng hơn là ăn cháo đặc, bởi vì cháo loãng thì nó rất dễ ăn. À vâng ạ. Cháo loãng có thể ăn mề nhã, có thể ăn kèm với lại bánh đa hoặc là bánh cuốn. Bí quyết để quán có được món cháo lươn ngon đó là lươn phải là lươn đồng, béo vàng, óng mượt. Cùng với đó là nước cháo phải được ninh hoàn toàn từ xương lươn. Có như vậy cháo mới chuẩn vị, đầy đủ chất dinh dưỡng. À thì có phải là khi mình ăn món cháo lươn này thì mình sẽ khỏe hơn luôn đúng không anh? Đúng rồi, khi mình mệt mỏi thì mình ăn nấu có cháo mình cảm giác mình trong người mình nó khỏe và nhẹ nhõm hơn. Cháo lươn này nó trong con lươn đó, rất nhiều chất dinh dưỡng để bồi bổ cho sức khỏe. Vừa dễ ăn lại vừa nhiều chất dinh dưỡng, bởi vậy nên cháo lươn Thanh Hóa không chỉ hấp dẫn những thực khách địa phương mà còn được rất nhiều du khách yêu thích. Uầy, wow, vừa thơm vừa ngon, chả phải ăn gì cả, cứ chùi chụt luôn, đúng là chất như nước cất. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay.